Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Và bữa hôm nay nhà em mới về được hai con đài cassette với mã model là Sony CBS 1065S. Dạ, thì là máy về còn rất là đẹp. Dạ, em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng góc cạnh của máy. Dạ, để chiếc máy ở trên đây là phần loa bên trái. Dạ, các cái văn chữ này. Dạ, còn rất là đẹp và sáng. Dạ, chữ megabyte còn rất là đẹp. Đây là phần thân máy. Dạ, phần mạ xi này. Dạ, còn rất là đẹp. Dạ, và đây là phần loa bên phải của máy, tổng thể còn rất là đẹp. Đây là chiếc máy ở dưới. Dạ, dạ vâng, máy có các tính năng như sau. Thứ nhất là phần radio của máy thì là full 108 luôn. Dạ, bắt được tất cả các đài Việt Nam luôn. Dạ, đây là phím cơ của phần băng cassette nằm ở phía trên. Dạ, vì phim cơ của máy, và máy được trang bị một cửa băng cassette. Dạ, hoạt động rất là tốt. Dạ, các chế độ chọn như là tab, radio và line in, chúng ta hát chế độ nào chúng ta để chế độ đó. Dạ, đây là cái cổng line in được. Đặc biệt là dòng 1065 này có chế độ là chỉnh tông nhạc ở đây. Dạ, chỉnh tông nhạc, và có máy có 5 cần chỉnh qua đây, hoạt động rất là tốt. Dạ, và đây là nút volume tổng của máy, nút tuning để mình dò đài AM và FM, đây là nút chọn băng đài. Và cổng lại ít nằm phía trước thì rất là thuận tiện này. Dạ, chúng ta kết nối thiết bị từ bên ngoài vào nha. Máy thì là đa dòng điện nhưng bên em đang để chế độ 220V cho dễ sử dụng. Dạ, dạ vâng, quý vị nào có nhu cầu sở là em qua số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video về audio Đạt Gò Vấp rất có thể. Dạ, bây giờ em đi vào mà test chức năng của máy. Ở đây em chọn chế độ tab vào đây. Em bấm play này. Cái chuyện tông nhạc ở đây nhỉ. Ô kìa sao chim nỡ bỏ mình tối bơ. Bấm play tiếp tục. Dạ vâng, cái phần băng cassette hát tốt rồi. Dạ, em test phần radio của máy. Do you think you're doing? It's all right, Mr. Sidwell. Dạ, ca tặng trên khán giả và chỉ đặt tiên gia với văn làng và tổng đài của mình. Lấy tiêu những ngày này tỉnh trong không khí chuẩn bị rộn ràng cho lễ hội mùa trái chính năm 2024. Từ sáng sớm, các con đường lớn nhỏ đã tràn ngập sắc màu rực rỡ của cờ hoa, băng rôn và áp phích quảng bá lễ hội khắp nơi. Dạ vâng, phần băng và radio hoạt động tốt rồi. Dạ, còn cái phần mà line in, chúng ta kết nối thiết bị bên ngoài vào, chúng ta gạt ra line in ở đây là hát rất tốt. Dạ, dạ vâng, chiếc máy đầu tiên hát tốt rồi. Dạ, em test lại chiếc máy thứ hai. Rồi, em bỏ con băng vô, em bấm play thôi. Dạ, vì sinh cho non. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vài dặm lên cũng hiên ngang biết sự say. Chạy lòng thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
thấy ngoài hồ. Tôi luôn này, chạy rất là tốt. Em bấm play tiếp tục. Hết bằng khúc này hết bằng. Chị vâng, băng cassette hoạt động tốt rồi chưa? Em test phần radio của máy. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng này dạng. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu liên lạc em qua số điện thoại 0938303454 đặt gọi vấp. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.